Đây là nữ nhi nhà tướng quân được sủng ái nhất, biết có người muốn giết mình, cô tiện tay lấy ra mười mấy cái hổ phù, không những có hổ phù của cha, còn có của thúc thúc và bằng hữu của cha. Lục Cấm bất lực chỉ vào đống hổ phù hỏi cô, rốt cuộc người còn bao nhiêu hổ phù nữa? Lạc Tiểu Dẫn vạch một bức tranh ra, chỗ này, tiếp đó vén chăn lên, còn có chỗ này, hộp trang sức cũng mở ra, chỗ này còn nữa. Lục Cấm thổ huyết, chọc phải tổ hổ phù rồi sao? Có một hổ phù rơi dưới chân Lục Cấm. Ai cũng nói Trấn Viễn tướng quân cưng chiều con gái không có giới hạn, còn tưởng chỉ là lời đồn, không ngờ ngay cả binh phù cũng. Chưa nói xong Lục Cấm ý thức được có gì đó không đúng. Chất liệu này, Lạc Tiểu Dẫn giải thích, đây là đồ giả, đồ thật ở chỗ cha ta. Cấm cạn lời, dày vào cả buổi hóa ra là giả. Lạc Tiểu Dẫn lại nghiêm túc nói về hổ phù, tuy là giả nhưng vẫn có thể điều binh. Lục Cấm càng khó hiểu hơn. Lạc Tiểu Dẫn giải thích, nhà ta chỉ có một mình ta là phế vật, cha sợ ta bị bắt nạt, cho nên đã hẹn với các bạn tướng quân của ông ấy là họ sẽ chống lưng cho ta, cho nên các thúc thúc mỗi người tặng cho ta một cái hổ phù riêng. Chỉ cần ta mang hổ phù ra, các thúc thúc sẽ phái người đến cho ta. Lục Cấm cảm thấy nhức nhức cái đầu, có phải Lạc tướng quân hiểu lầm gì về hai chữ phế vật không? Ngài không biết con gái ngài mạnh khỏe như trâu sao? Lục Cấm nắm tay Lạc Tiểu Dẫn khuyên nhủ, thân là một minh chủ võ lâm, người phải khiến người ta sợ người, chứ không phải triều đình hay binh sĩ sau lưng. Lạc Tiểu Dẫn chìm vào trầm tư, nếu đã lên làm minh chủ thì phải biết cách tự giải quyết vấn đề. Lạc Tiểu Dẫn lại đem ra một đống hướng dẫn sinh tồn. Cô quyết định chuẩn bị cho các trưởng môn dưới trước Liên minh Võ Lâm một món quà. Lục Cấm sờ cằm hỏi cô, định chuẩn bị quà gì? Lạc Tiểu Dẫn suy nghĩ một lúc, không biết các trưởng môn thích gì nhỉ? Câu này rốt cũng cho Lục Cấm có cơ hội thi triển tài hoa. Hắn chỉ vào đầu mình ám chỉ cho Lạc Tiểu Dẫn, đơn giản thôi, đáp án xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Lạc Tiểu Dẫn hét lớn, không được, mẫu thân không phải loại người bán con cầu vinh. Nụ cười Lục Cấm cứng đờ, bán cái gì? Lạc Tiểu Dẫn lại rất nghiêm túc, tuy con xinh đẹp như hoa ai gặp cũng yêu, nhưng mẹ tuyệt đối không mang con cho đám người đó giày vò. Nói xong lại móc hổ phù ra, quả nhiên chúng ta vẫn nên đi điều binh thì hơn. Lục Cấm cạn lời, thật rồi, người còn không động não thì ta sẽ giết mẹ đấy. Lạc Tiểu Dẫn không cho là thế, con không đánh thắng mẹ đâu. Lục Cấm kiên nhẫn cho ý kiến, nếu mẫu thân muốn tặng quà, con trai sẽ cố gắng giúp mẹ điều tra sở thích của các trưởng môn, có con trai giúp thì mẹ cứ yên trí. Lạc Tiểu Dẫn nhìn mỹ nam trước mặt lại xấu hổ, thầm kêu phạm quy, không thể nhìn nữa. Đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh kỳ lạ, Lạc Tiểu Dẫn lưu luyến, giọng nói đó gọi con phải đi rồi sao? Lục Cấm đứng lên tạm biệt, bảo Lạc Tiểu Dẫn yên tâm, ta sẽ nhanh chóng mang tin tức người cần đến. Trước khi ra ngoài Lạc Tiểu Dẫn lại nắm góc áo Lục Cấm. Lục Cấm đắc ý, xoay người nâng mặt Lạc Tiểu Dẫn lên, mẫu thân không nỡ xa ta sao? Cô nương vui vẻ làm mẹ, nhặt được một đứa con trai còn lớn hơn mình, nhưng gặp nhau vài lần cũng không biết con trai tên gì, lúc hỏi tên soái ca lại trực tiếp cởi quần áo. Lạc Tiểu Dẫn xấu hổ che mặt, sao ngươi lại cởi áo? Lục Cấm cười thẹn thùng, đang nói gì thế, ta chỉ bảo người xem hình xăm. Lúc này Lạc Tiểu Dẫn mới hé mắt nhìn. Lục Cấm giải thích, đây là ký hiệu của Hạ Bát Môn, nếu mẫu thân có chuyện có thể vẽ hình này ở ngoài cửa, đến lúc đó sẽ có người truyền tin, ta sẽ nhanh chóng đến gặp mẫu thân. Lạc Tiểu Dẫn nhanh chóng lấy bút ra vẽ lại. Lục Cấm tự báo tên mình là Tần Bát, bởi vì đứng thứ 8 trong nhà. Bút của Lạc Tiểu Dẫn lập tức rơi xuống đất, người nhà ngươi còn chẳng thèm đặt cho ngươi cái tên đàng hoàng à, đáng thương quá. Không sao, họ không thương ngươi, ta thương ngươi, từ nay về sau ngươi không còn là đứa trẻ không ai thương nữa. Mắt Lục Cấm giật giật, được. Hai người dính lấy nhau với tư thế cực kỳ mập mờ. Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, đồng thời truyền tới giọng nói quan tâm của Lạc tướng quân. Lạc Tiểu Dẫn đẩy Lục Cấm ra khỏi cửa sổ, con trai mau đi đi, sau này mẹ sẽ để con quang minh chính đại vào phủ tướng quân ở. Lạc tướng quân cũng đẩy cửa ra, tiếng gì thế, con ném sư tử đá trước cửa xuống à? Lạc Tiểu Dẫn vừa định ngụy biện, không ngờ Lạc tướng quân xách Tiểu Dẫn lên, định đến Lục gia gây phiền phức. Ta nghe nói tiểu tử Lục Cấm bắt nạt con. Lạc Tiểu Dẫn vùng vẫy giải thích, con gái không bị bắt nạt, là con gái đập Lục Cấm ngất. Lạc tướng quân bán tín bán nghi, dù sao họ Lục chẳng có ai tốt. Lúc này người hầu đột nhiên đến báo, ý chỉ của Thái Hoàng Thái Hậu đến rồi. Cha con Lạc tướng quân cả kinh, ông công bắt đầu tuyên chỉ, nữ nhi Lạc thị Lạc Tiểu Dẫn ỷ thế hiếp đáp người khác, hiện giờ đánh ngã trưởng tôn của thừa tướng ngay giữa đường, tội không thể tha, lệnh cho Lạc Tiểu Dẫn vào Quốc Tử Giám học, do phu tử đốc thúc dạy dỗ. Lạc Tiểu Dẫn cả kinh, đó không phải nơi các tiểu thư khuê các đi sao? Ta là ác nữ. Lạc Tiểu Dẫn không tình nguyện nhận ý chỉ. Lạc phu nhân mừng thầm, cuối cùng cũng có một đứa thành tiểu thư đài các rồi. Nhưng Lạc tướng quân lại có suy nghĩ khác, đưa con đến Quốc Tử Giám là muốn con làm hại trụ cột nước nhà sao, hay là muốn con hủy hoại Quốc Tử Giám? Ông vội vàng dặn Lạc Tiểu Dẫn, ra tay nhẹ thôi con, đừng quên chúng ta là người tốt. Lạc phu nhân đột nhiên nổi giận, Lạc Tiểu Dẫn, nói ta nghe xem chuyện đâm đầu vào trưởng tôn thừa tướng là sao? Lạc tướng quân nóng lòng bao che, tất cả là để duy trì hình tượng, đâm vào ai không quan trọng, quan trọng là Thái Hoàng Thái Hậu còn chưa nói xong, đã phát hiện sắc mặt Lạc phu nhân càng đen thêm. Không quan trọng, ban đầu lúc rút thăm làm gián điệp, nếu không phải lão Lục cáo già ăn gian lừa gạt lão gia, nhà chúng ta có rơi vào bước đường này không? bây giờ còn muốn con gái dịu dàng đáng yêu của ta gánh cái danh ác nữa, ra ngoài xuất đầu lộ diện. Lục gia lại thành Thư Hương môn đệ được người khác kính trọng, lần sau còn gặp người Lục gia dứt khoát dùng sức đâm cho chết họ. Tạc tướng quân vội khuyên phu nhân bình tĩnh, đừng quên chúng ta và Lục gia còn có cái đó. Lúc này Lạc phu nhân mới bình tĩnh lại, suýt chút thì lỡ miệng, chuyện là đồng minh với Lục gia, không nên để tiểu bối biết thì hơn. Cùng lúc đó trong phủ thừa tướng, Lục Cấm vào cửa thay bộ đồ phóng đãng ra, biến thành thiếu niên phiêu giật con nhà gia giáo, sau đó lại đến tiền sảnh gặp tổ phụ. Thừa tướng đã nghe chuyện của hắn và Lạc Tiểu Dẫn, nói cho hắn biết mình đã vặt tội Lạc thị, ngày mai Lạc Tiểu Dẫn sẽ bị đưa vào Quốc Tử Giám học. Lạc chó giữ nổi danh hống hách, sau này vào Quốc Tử Giám còn phải giữ khoảng cách với cô ta. Lục Cấm lập tức cảm thấy không ổn, Quốc Tử Giám nguy rồi. Lục Cấm muốn trêu ghẹo Lạc Tiểu Dẫn, nhưng nha hoàn bên cạnh nhìn hắn như hổ rình môi. Hắn nghĩ ra một kế, dụ dỗ Lạc Tiểu Dẫn đuổi nha hoàn ra ngoài, chúng ta nói một vài chuyện bí mật. Nha hoàn nghe xong càng không thể nhẫn nhịn, nào ngờ Lạc Tiểu Dẫn giây trước còn vô dùng dịu dàng, giây sau đã tát Lục Cấm cắm đầu chồng mông. Ăn nói với dì Tiểu Như của con kiểu gì thế? Tỷ ấy là nha hoàn nhưng tình cảm như tỷ muội với ta. Ngay lúc cô đang dạy con, phát hiện Lục Cấm không cử động, không phải bị đánh chết rồi chứ? Nha hoàn vội vàng ngăn cản, tiểu thư mau dừng tay, hắn bị cô đánh ngất rồi. Một tuần hương sau, Lạc Tiểu Dẫn lo lắng nhìn Lục Cấm trong lòng, nha hoàn ở bên cạnh cầu nguyện, cảm tạ trời đất hắn vẫn còn sống, người bình thường làm sao chịu nổi một bạt tai của tiểu thư. Lạc Tiểu Dẫn không kiềm được, vén khăn tay lên định gọi Lục Cấm, nhan sắc xinh đẹp bỗng ập vào mắt khiến cô mê muội, lập tức đắp khăn lại vào mặt Lục Cấm. Con trai ta đẹp quá. Nha hoàn gấp gáp ngăn cản, tiểu thư nương tay tha mạng cho hắn. Lục Cấm không chịu được nữa, trực tiếp ngồi dậy, còn không dậy e rằng sẽ bị Lạc Tiểu Dẫn giày vò cho chết. Lục Cấm ngoảnh đầu cười, ta tỉnh rồi, làm mẫu thân lo lắng rồi, hào quang hiếu tử quá chói mắt. Lạc Tiểu Dẫn phải che mặt lại. Nha hoàn cảm thán, vậy mà không bị tiểu thư chơi chết, ta nể ngươi là hảo hán. Lục Cấm đột nhiên móc từ ngực ra một cuộn giấy, nói với Lạc Tiểu Dẫn, chính sự cấp bách, có một đám người đang lập mưu giết người, bởi vì có một số môn phái không cam tâm chức vị minh chủ rơi vào tay người của triều đình, cho nên đang lên kế hoạch giết tân minh chủ. Nếu hiện giờ mẫu thân đã thay Lạc Vô Ấn gánh chức vị minh chủ này, kế hoạch giết người này tất nhiên là nhắm vào người. Nha hoàn cả kinh thất sắc, có người muốn giết tiểu thư. Lạc Tiểu Dẫn thầm nói không ổn, bản thân làm minh chủ võ lâm, không thể để cha biết chuyện này. Cô lập tức tìm lý do đuổi nha hoàn ra ngoài, sau đó vui mừng phát khóc, xoa xoa đầu Lục Cấm, con trai ta giỏi quá, chẳng những biết nhiều chuyện như vậy, còn biết quan tâm mẹ. Lục Cấm chỉ cảm thấy cạn lời, có phải bây giờ người nên quan tâm an nguy của bản thân chút không? Lạc Tiểu Dẫn không để tâm, liên minh võ lâm gà lắm, công phu mèo ba chân của ca ca ta cũng đánh bại được 8 người đó, đám người kia còn chẳng đánh lại 8 người họ, có gì mà phải lo. Mặt Lục Cấm đầy chấm hỏi. Lạc Tiểu Dẫn an ủi Lục Cấm, đừng sợ, có mẹ ở đây không ai dám làm hại con. Lục Cấm nắm cổ tay Lạc Tiểu Dẫn kéo vào lòng mình, liên minh võ lâm người đông thế mạnh, một mình người sẽ chịu thiệt đấy. Lạc Tiểu Dẫn hiểu ra đối phương đông người, có bao nhiêu người? Lục Cấm móc một cuộn giấy to hơn ra, cộng hết các con thủ lại ít nhất hơn 3.000 người, ai nấy cũng muốn lấy mạng người. Lạc Tiểu Dẫn bất giác nuốt nước bọt, cũng móc một thứ trong người ra, dùng cái này đối phó họ được không? Lục Cấm cả kinh, không ngờ lại là hổ phù. Lạc Tiểu Dẫn nghiêm túc, đây là hổ phù của cha ta, có thể điều động 20 vạn đại quân bên ngoài kinh thành, đủ không? Thứ này lập tức khiến Lục Cấm đứng hình, hiển nhiên Lạc Tiểu Dẫn đã hiểu lầm vẻ mặt của Lục Cấm. Không đủ sao? Tiếp đó lại móc ra một cái nữa, đây là hổ phù của thúc thúc ta, có thể điều động 30 vạn cấm quân ngoài thành, đủ chưa? Cả đời này Lục Cấm chưa từng cạn lời như thế này. Lạc Tiểu Dẫn cả kinh, vẫn chưa đủ sao? Lập tức móc ra 7749 cái hổ phù, đây là hổ phù tứ phương trấn thủ biên cương Đại An chúng ta, có thể điều động 120 vạn quân biên phòng. Lần này đủ rồi chứ? Lục Cấm cầm một chồng hổ phù, chỉ cảm thấy nhức nhức cái đầu, người còn bao nhiêu cái hổ phù nữa? Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để nghe được nhiều câu chuyện hay hơn nhé.